Xin chào tất cả các bác nhé. Thì đã một thời gian khá lâu rồi thì bên Trường Dâu ít khi quay video. Thì hôm nay là cũng nhân tiện ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế phụ nữ, thì xin chúc các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc mọi người luôn luôn thành đạt. Và ở đây là các cái hệ thống lòng nước bên kênh Trường Dâu. Thì một thời gian này thì bên Trường Dâu cũng nhập khá ít hàng. Bởi vì lý do là đang sửa lại cái xưởng này các bác. Thì đây là đang mở rộng cái khu xưởng ra để sắp tới là nhập vật liệu về để cấp cho anh em thợ làm hệ thống lòng nước. Thì cũng cảm ơn tất cả anh em đã thời gian qua đã gọi điện và chia sẻ cũng như là xem video của Trường Dâu, cũng như một số anh em ở các tỉnh nhá, là làm các cái hệ thống lòng nước theo cái mẫu của bên Trường Dâu và lấy hàng của Trường Dâu về để đi lắp cho bà con. Thì được cái phản hồi của anh em rất chỉ là tốt về cái hệ thống lòng nước này. Thì cũng cảm ơn tất cả anh em và khách hàng đã tin dùng cái hệ thống lòng nước và cái cây lòng nước bên Trường Dâu tự chế. Thì ở đây là các bác thấy là các cái hệ thống cút riêng thì chuẩn bị thì tí nữa sẽ chùa vào nắp. Còn các bác thấy là đây là cái cây ống mà em dùng để chế cái cây lọc. Ống này nó dày 6.2 ly nha các bác. Thì ở đây là các bác thấy là các cái hệ thống ống này vào, thì đến chiều nó khô đi thì sẽ đưa vào cái chế độ hàn, sau đó gửi đi cho các bác. Thì đợt này là do nó bận cho nên là cái đơn hàng em gửi cho các bác có rất chi là chậm, thì mong các bác cũng thông cảm. Thì em sẽ cố gắng để làm để kịp cái đơn hàng mà mọi người đặt để gửi đi cho các bác. Thì các bác ở đây là em đang xây cái bể cá, bể này là lọc tuần hoàn các bác nhé. Thì ở đây là mới xây xong cho nên là em đang thả ít bèo nó hòa vào các bác. Bên kia có cái bèo lục bình, ở đây là hai ngăn để sau này nuôi cá, còn bên kia là ngăn trước cạn bể lắng các bác ạ. Và kia là hệ thống lọc và sục khí. Thì sau này khi mà hoàn thiện cái mẫu bể này xong thì em sẽ quay một cái video cho các bác. Thì ở đây là sắp tới thì em sẽ bắt một ít ốc nhồi về để thả tạm vào đây. Vì cái thời gian mình mới xây xong cái bể xi măng này thì nó đang còn các cái mùi xi cho nên là mình chưa thả cá được, nên là chỉ thả ốc nhồi thôi. Thì ở đây là cái tập tính của ốc nhồi thì nó ăn bèo và các cái cây khoai môn, nhất là cái bèo cám các bác. Nhưng mà đây em thả cái bèo này vào để cho nó hút bớt các cái chất của xi đi. Đấy. Thì các bác thấy ở trên này là cái hệ thống lọc ống 250 thì đã được anh em đặt rất chi là nhiều. Và nó có hệ thống tia đánh cặn cũng như sục rửa cũng như nhiều các cái chế độ và dùng rất chi là tốt. Thì đã được mọi người là phản hồi rất chi là ok các bác. Kể cả các bác lọc nước nhiễm sắt hoặc là nước của các bác cái độ mặn thì các bác lọc nó không bị dỉ, nó không bị ánh sáng, và các bác dùng lâu nó không bị thui. Cũng như là ở trong này nó có tia đánh cặn, và khi mà đục bộ vật liệu mình nén cái vật liệu chặt được thì các bác lọc nó sẽ sạch hơn. Và ở đây cái mẫu mới bây giờ làm hàn cả lớp nắp chịu lực trên và dưới là nó rất chi là kiên cố. Thì các bác về dùng thì nó rất chi là bền thôi. Nếu sau này mà cái trường hợp không may nó hư cái hệ thống khóa sục rửa thì mình chỉ thay khóa thôi. Còn cây lọc này các bác để ở trong mát nhé, thì các bác có thể dùng mười mấy hai chục năm nó là bình thường. Đấy. Trong quá trình dùng thì mình chỉ cần thay vật liệu đi thôi. Ví dụ tùy vào cái nguồn nước của mình thì cái thời hạn mà cái vật liệu lọc công nghiệp quy định thì nó từ 3 đến 5 năm. Thì nó sẽ tùy cái vật liệu tốt hay xấu. Thì tất nhiên là ở cái cây lọc này cái diện tích nó ít thì như bên Trường Dâu bủa là sẽ bủa các cái vật liệu tốt. Để sao? Để nó đỡ chiếm diện tích mà nó dành phần cho các cái phần khác nữa. Đấy. Thì nó lọc nó sẽ chất lượng. Mình sẽ bố trí tùy từng nguồn nước mà mình bố trí cái lớp vật liệu khác nhau để cho nó xử lý cái nguồn nước nhiễm. Thì sắp tới đây bên Trường Dâu có nhập vật liệu về để cung cấp cho anh em thợ, cũng như là nhận thêm các cái đại lý để chia sẻ cái kinh nghiệm làm lòng nước giữa anh em với nhau, cũng như là mình làm sao mà đem đến cho bà con những cái sản phẩm tốt nhất, dễ nhất. Thì anh em nào có yêu cầu quan tâm cũng như là muốn theo cái nghề lọc nước này, hoặc là muốn mua sản phẩm bên Trường Dâu thì cứ nhắn tin qua Zalo, thì bên Trường Dâu sẽ trả lời cũng như là tư vấn cho anh em về cái hệ thống lọc nước. Thì thật sự ra thì để mà lọc cái nguồn nước sử dụng trong gia đình thì nó rất chi là nhiều.
các cái tính chất nhiễm khác nhau, và mình cần đưa các vật liệu và cả những cái phương pháp khác nhau làm sao mà nó đạt cái hiệu quả đấy. Thì nó sẽ căn cứ vào nguồn nước, chứ không phải là cái nguồn nước nào mình cũng bổ cái vật liệu giống nhau đâu các bác nhé. Mỗi nguồn nước mình sẽ đưa ra cái tính chất nó khác nhau, cái vật liệu mình sẽ quy đổi nó khác nhau để nó phù hợp với cái nguồn nước đó, làm sao mà nó lọc hiệu quả cho các bác, bền lâu, chất lượng và tốt nhất. Thì qua đây cũng cảm ơn tất cả các bác cùng mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bên Trường Dâu. Thì ở đây là Trường Dâu chế cái bể mô lọc tuần hoàn này á, thì sau này lọc được không bao giờ phải thay nước đâu các bác. Thì sau này hoàn thành cái mô hình này sẽ quay lên cho các bác xem. Thì cảm ơn tất cả các bác đã xem video nhé. Và các bác quan tâm đến sản phẩm lọc nước của Trường Dâu, hoặc là anh em muốn vào nghề lọc nước thì cứ nhắn tin điện thoại với bên Trường Dâu, thì bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10 lời chúc tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người.